À, bạn bè lâu quá không gặp. Đây là rượu mà ông già tớ để lại, ngâm hơn 20 năm rồi đấy. Hôm nay đãi bạn Hiền. Em lấy được hoàng bạn thân anh phúc đức cho em lắm đấy nhé. Ông khéo đùa. Tôi lấy được hoa mới là có phúc đấy. Rồi, chúc mừng hai vợ chồng nhé. Hết. Ngon thật. Nào. Ăn đi anh. Ừ. Cậu dùng đi. Mà tôi hỏi này, thế hai vợ chồng có gì chưa? Tôi vẫn chưa cậu ạ. Lấy nhau bao nhiêu năm rồi mà vẫn chưa có con? Hay là do trục trặc kỹ thuật? Cũng có thể là hai vợ chồng chưa muốn. Hả? Thật ra thì vợ chồng tôi cũng buồn lắm, nhưng chưa biết sẽ phải giải quyết như thế nào. Mình xin lỗi nhá, mình hơi vô tâm. Thôi nào, uống đi nhỉ. Mời cậu, mời em. Có chuyện gì mà trông mẹ có vẻ buồn rầu thế ạ? Còn chuyện gì vào đây nữa? Là chuyện vợ chồng con đấy. Mãi chả có con cái gì cả. Con có biết ở quê người ta đồn ầm lên không? Người ta nói sao hả mẹ? Còn nói sao nữa. Có người người ta bảo con cháu nhà cụ Tôn đẹp trai như thế mà mãi chả có con. Nhà họ Phan mất giống rồi. Người ta còn nói cây độc không trái, gái độc không con. Chắc vợ con cũng là cái loại trả ra gì nên nó mới thế. Mẹ nói như vậy, tội cho cô ấy. Mà lần sau ấy, những chuyện như vậy, mẹ đừng để tâm làm gì cho thêm nặng đầu. Không để tâm làm sao được. Vợ chồng phải có đứa con. Chứ không có con, làm sao mà giữ được hạnh phúc gia đình hả con? Đứa con ấy, nó là cái sợi dây ràng buộc. Không có dây, dễ đứt lắm con ạ. Rồi ôi, tại sao thuốc tôi sắc cho anh chị uống, anh chị lại lén tôi đổ đi như thế này hả? Chị có biết tôi lặn lội đi hết ông làng này đến ông làng kia để mua chỗ thuốc này về sắc cho anh chị uống không? Vợ chồng chị định làm công điếc đến bao giờ? Hay anh chị muốn tôi phải gánh tội với gia tiên vì không có cháu đích tôn để nối dõi, anh chị mới hả lòng hả dạ? Mẹ ơi, con xin lỗi, tất cả là lỗi tại con ạ. Từ sau con không thấy nữa. Tôi hết lòng chăm chút, cũng chỉ mong có đứa cháu để bế. Vậy mà trời đất ơi, tại sao lại ra lông nỗi này cơ chứ? Con xin lỗi. Mẹ tha lỗi cho con đi ạ. Chị không phải xin lỗi tôi. Chị thắp hương xin lỗi tổ tiên kia kìa. Chị có biết thằng Hoàng chồng chị là cháu đích tôn của dòng họ này không? Nếu chị không sinh được con, tha cho nó đi lấy vợ khác. Tôi xin chị đấy. Tôi lặn lội từ quê lên đây chăm sóc cho con dâu, cũng chỉ mong có đứa cháu để bế. Vậy mà chị đối xử với tôi, với dòng họ nhà thằng Hoàng như thế, tôi còn biết nói gì thêm nữa cơ chứ. Thôi tôi chào chị, sáng mai tôi về. Mẹ, con xin lỗi mà. Con xin giết hết. Cậu thông cảm nhé, chắc là cô ấy say quá rồi. Tôi dìu cô ấy vào phòng đã.
Cô ấy thế nào rồi? Cô ấy ngủ luôn rồi cậu ạ. Xin lỗi nhá. Mình vô tâm quá. Có gì đâu. Cậu đừng có áy náy. Cũng chỉ vì lâu ngày mình chưa gặp lại nhau mà. Thật ra thì mình đã đi khám nam khoa. Giá như ngày xưa cô ấy lấy cậu thì có lẽ cô ấy đã hạnh phúc hơn. Hâm à, đang vui tự nhiên đi lại nhắc chuyện buồn, nhắc chuyện ngày xưa làm cái gì. Thôi, này, uống nhá, chuyện đâu sẽ ở đó, uống đi. Thôi bây giờ như thế này, thôi từ từ, không uống rượu của cậu nữa nhá. Tớ có cái này. Đấy. Đấy. Thử đi. Đồ tớ đi công tác về mới có đấy. Uống đi. Biết đâu là hai vợ chồng lại thành công thì sao? Đúng không? Cái rượu này là của ông sếp tớ. Ông ấy lấy vợ 5-6 năm nay mà chưa có con. Thế uống cái rượu này vào đẻ một phát ba thằng con trai. Kinh chưa? Thế à? Ừ, tớ này nỉ mai ông ấy mới cho được một chai. Cậu uống cái này vào biết đâu lại đấy. Đó. Ừ. Nào, uống. Chồng cơ mà. Anh đang giúp hai vợ chồng cơ mà. Nào, lặng đây. Anh đang giúp hai vợ chồng cơ mà. Sao thì anh với cả em cũng đã từng là người yêu của nhau. Nếu ngày ấy em mà không nôn nóng thì giờ chúng mình đã là một cặp. Là tại anh bỏ đi du học, biển biệt không có một tin tức gì cơ mà. Anh xin lỗi. Giờ anh bù được chưa? Dù sao em với thằng Hoàng cũng không có con. Hay là anh với em quay lại với nhau? Không. Tôi là gái đã có chồng, tôi không thể. Chẳng nhẽ em không còn tình cảm với anh hay sao? Anh nghĩ là có đấy. Bởi vì vừa nãy em đâu có từ chối anh. Thực ra anh là mối tình đầu của em.
em không thể quên nổi. Nhưng mà... Nhưng làm sao? Giờ tôi và anh quay lại thì sẽ có một ngày anh lại bỏ tôi đi đúng không? Anh không phải tiếp người của gia đình. Công việc của anh cũng phải thường xuyên đi xa. Không có vợ sẽ tốt hơn. Với lại anh với em cứ như thế này càng vui vẻ chứ sao? Anh đảm bảo thằng Hoàng sẽ không biết được chuyện này đâu. Anh ở với em đến mai được không? Ừ. Anh Hoàng ngày kia mới về cơ. Được. Ừ. Em làm sao đấy? Em không biết nữa. Dạo này em thấy cơ thể em hơi khác. Thế là em có thai rồi? Em không biết. Em thấy trong người nó không được khỏe, lại còn buồn nôn nữa. Mai anh sẽ đưa em đi khám nhá. Thằng Hoàng nó mới biết được tin này, nó mừng lắm. Mừng á? Ừ. Nhưng mà đó có phải con của anh ấy đâu. Nhưng mà nó làm sao biết được đấy không phải là con của nó? Dù sao anh với thằng Hoàng cũng là bạn thân của nhau. Có nó chăm sóc cho con của anh cũng an tâm phần nào. Nhưng giấy không gói được lửa đâu. Đi xét nghiệm ADN thì sao? Rồi, anh sẽ tìm cách. Hóa ra mày nói thứ nước này là nước bổ khiến cho tao sớm có con. Nhưng đây mới là cách mày giúp vợ chồng tao có con, có phải không? Bạn ơi, từ từ, bạn hiểu lầm rồi. Bạn cho tao giải thích. Con giải thích chưa? Mày đến nhà tao cho tao uống thứ nước này, nói là thuốc bổ, nhưng hóa ra đây chỉ là một thứ nước khiến cho tao say, khiến cho tao lâng lâng trong cơn mù mị. Để rồi để mày tiền hú hí với vợ tao. Anh ơi, cô im đi. Anh biết là tôi không thể có con với cô nên cô muốn quay lại với hắn. Nhưng tại sao anh lại không thẳng thắn với tôi mà đi làm cái trò mèo này? Cấm mồm. Cô thấy chưa? Bạn được đỡ hận đi thì không bao giờ lấy lại được nữa. Tôi với cô từ nay chấm dứt nghĩa vợ chồng. Bây giờ thì dọn đồ đi và cút cùng với nó đi. Cút đi. Nhanh. Uống hết là gần một chai. Bổ lắm đấy nhé. Bổ lắm đấy. Nữa đi. Nhờ. Nữa. Vô. Vô. Mình đi. Sao mình có thể mơ như vậy được? Ăn. À, Hoa. Ngồi uống rượu cả bọn anh. Ra đây nhậu với bọn anh. Nhờ. Tỉnh rồi đấy à? Ừ. Vừa nãy anh nói chuyện với thằng Hoàng rồi. Công nghệ bây giờ rất là hiện đại, cho nên là mình sẽ sử dụng tất cả những cái biện pháp y học tiên tiến để có con sớm nhất có thể. Nếu mà em đi thăm khám ấy, em cảm thấy là mình bị hiếm muộn, vô sinh bằng những cái lý do như trên teo tinh hoàn này, tắc ống dẫn chứng này, hoặc là thụ tinh nhân tạo này. Đấy, em hiểu với anh không? Thật ra thì vợ chồng mình đã đi đủ mọi nơi, khắp các bệnh viện. Nhưng mà vẫn chưa có kết quả gì.
Hai bạn yên tâm, 3 năm chưa có con không phải là mãi mãi không có con. Thế này Hoàng này, Hoa này, mình có quen biết một bác sĩ rất giỏi về hiếm muộn, mình sẽ giới thiệu cho hai vợ chồng. Thế thì vợ chồng mình cảm ơn bạn nhiều lắm.